Dạ, mai vàng ngọc tháp xám xám mến chào cô chú anh chị. Rồi nắng quá, nắng cô chú anh chị đậy thân mới được. Cái mai này, cái mai người thật cô chú anh chị. Mai dáng cây con rồng rồi cô chú anh chị. Rồi đó dữ lắm. Rồng chữ C hồi đầu á. Cái này em sửa 4 đứt dây à. Đẻ xương cá hết rồi cô chú anh chị cành rất là đẹp, dáng rất là người thật luôn. Đậy nắng quá, nắng hơi trực tiếp ra luôn, đậy bớt rồi. Cái này đó đẹp lắm luôn, cái chi này em cắt rồi, đó thành phẩm luôn rồi đó, cắt bớt hay trống giờ em nuôi lại. Ngay mặt tiền nó để đó không được. Đang nuôi dần thành phẩm rồi cô chú anh chị. Cái này khoảng 2 năm nữa là nó khó chịu, nó rất là đẹp. Cái giáo ghim mười cánh hai lớp rõ ràng cô chú anh chị. Không lai một bông nào luôn. Chúng cây bông nó đẹp cực kỳ, bông chùm mười cánh hai lớp bông, lớp năm cánh rất là đẹp. Bẻ xương cá thì dặn là Tết giờ cái em thả rồi để qua Tết cái này tới một năm thầm mới dặn lại cái nữa. Nồi đế của chú anh chị khủng khiếp luôn, cứng ngắc hết trơn luôn. Đế đẹp mà. Rồi đế đế không cả 8 9 tấc. Rồi trong thời gian xem cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em cho ngày phát triển. Cái đọt bay của chữ C đánh ra này cỡ từ đế góc 1 2 3 4 4 mét rưỡi cô chú anh chị. Đi theo cái đường ấy, đi theo đường cong. Ở 5 mét em mới cắt lại, 5 mét rưỡi luôn, cắt cái đọt lại cho ra đều được lại. Em bẻ. Quá trời dàn xương đặt kẹo luôn cô chú anh chị. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem và nhớ đăng ký kênh để đón xem những clip tiếp theo. Em cảm ơn rất nhiều ạ.